Bác sĩ ơi, ai dễ mắc bệnh đau mắt đỏ ạ? Hiện nay thì đau mắt đỏ đang diễn biến rất là phức tạp và cái số lượng ca bệnh tăng lên đột biến và có nguy cơ phát triển thành dịch. Và các báo cáo thì chỉ ra rằng là cái nguyên nhân của đau mắt đỏ hiện nay đó là phần lớn là do virus. Và virus thì không trừ một ai. Và vậy nhưng mà ai sẽ là những người có cái nguy cơ bị nhiễm bệnh cao hơn? Thì đó là những cái đối tượng mà có cái hệ miễn dịch nó nhạy cảm hay là suy yếu. Và sau đây sẽ là những cái đối tượng mà có cái hệ miễn dịch nhạy cảm và suy yếu. Thứ nhất đó là trẻ em, đặc biệt đó là những cái trẻ bị suy dinh dưỡng này, bị thiếu cân, bị gầy còm. Hai đó là những cái trẻ mà thừa cân béo phì, thì người ta cũng sẽ thấy rằng trên cái đối tượng này thường có những cái thiếu hụt về vi chất như là vitamin D cũng ảnh hưởng tới cái hệ miễn dịch của trẻ. Thứ ba đó là những người ăn chay trường, thì các nghiên cứu họ sẽ thấy rằng là đối với những người ăn chay trường không đúng cách á, thì sẽ thiếu hụt các cái vi chất như là kẽm này, sắt này, vitamin D này, và đây đều là những cái vi chất mà nó củng cố cho cái hệ miễn dịch. Và cái thứ tư là chúng ta sẽ thấy là những cái đối tượng giống như là người lớn tuổi thì họ có cái hệ miễn dịch sẽ suy giảm theo cái thời gian, và chúng ta cần quan tâm hơn với những cái đối tượng này. Và cuối cùng đó là những cái người mà có mắc các cái bệnh lý về mãn tính hay là những cái vấn đề suy giảm miễn dịch như là các cái bệnh lý về tiểu đường này, bệnh lý về suy thận hay là ung thư. Và do đó nếu mà chúng ta nằm trong các cái đối tượng trên á, thì ngoài cái vấn đề là vệ sinh mắt hàng ngày thì chúng ta cần phải tìm hiểu các cái vấn đề về dinh dưỡng cũng như là vận động để tăng cường được cái sức đề kháng được tốt hơn. Follow kênh để cập nhật thêm nhiều kiến thức dinh dưỡng hữu ích nhé.